Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh Jenny Cbiz. Ngày hôm nay hãy cùng với Jenny điểm lại những tin tức Hoa ngữ đáng chú ý trong tuần qua nhé. 7 nam thần nên duyên cùng Dương Tử, ai là người tạo cấp bộ đẹp đôi nhất? Đầu tiên kể đến là bộ phim Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết với sự tham gia của Dương Tử và Nhậm Gia Luân, được phát hành vào năm 2018. Bộ phim được chuyển thể từ thần thoại dân gian, truyền thuyết về Bạch Xà, kể vào câu chuyện của con rắn trắng nhỏ Bạch Yêu Yêu đã được Hứa Thuyên, cưu mang chăm sóc. Là một câu chuyện tình yêu kiếp trước, hiện tại trải qua ngàn năm, một người là tiểu thư xinh đẹp, một người là nam thần tiêu chuẩn. Tiếp đến không thể quên chính là bộ phim Hương Mật Từ Khói Sương do Dương Tử và Đặng Luân đóng chính. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, kể về câu chuyện của nàng Cẩm Mịch, con gái của Hoa Thần, tính cách ngây thơ, dễ thương. Đặng Luân vai nam chính, các phong cách khác nhau, biểu cảm cũng khác nhau, nhưng tình yêu đẹp đến nao lòng. Bộ phim thứ ba là Chàng Trai Mặc Cách Ly Của Tôi với sự tham gia của Dương Tử và Mã Thiên Vũ. Bộ phim ra mắt vào năm 2019. Dương Tử lần đầu Hoa Thần thành nữ CEO giỏi giang với tính cách trưởng thành và gu ăn mặc nữ tính lăng hy. Về phần Mã Thiên Vũ, anh đảm nhận vai Mặc Cách Lợi, một chàng trai được một ông lão kiểm lâm nuôi lớn, từ nhỏ đã thân thiết với các loài động vật trong rừng. Trong một lần vô tình gặp mặt, Lăng Hy đã đưa Mặc Cách Lợi về thành phố, giúp anh ấy hòa nhập với cuộc sống hiện đại. Hai người cùng chung sống dưới một mái nhà, rồi dần dần nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Bộ phim thứ tư là Cá Mực Hầm Mật, lên sóng và đạt loạt hành thích khủng. Rating cao nhất là 1.5, đôi diễn chính thức của bộ phim có lượt xem 77 triệu, số lần lên Hot Search Weibo là 104 lần. Thành công của Cá Mực Hầm Mật trở thành bàn đạp cho Lý Hiện và Dương Tử tỏa sáng, đặc biệt vai diễn đồng niên của Dương Tử được rất nhiều khán giả yêu thích. Thứ năm là Trầm Vùng Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đảm nhận, sẽ ra mắt trong năm nay. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên và chủ yếu kể về nữ chính, Nhan Đàm và Ứng Uyên. Câu chuyện về mối tình éo le trắc trở, dưới góc độ câu chuyện của bộ phim cũng rất đáng để mong đợi. Nữ Bác Sĩ Tâm Lý là bộ phim thứ 6 do Dương Tử và Tịnh Bách Nhiên vào vai, kể về câu chuyện của nhà tâm lý học. Sau những ngày thay đổi lớn trong sự nghiệp, cô đã thành lập một trong những phòng tư vấn tâm lý độc lập, khai quật một bí mật gây sốc từ phía sau bộ hồ sơ bí ẩn do người cố vấn giải thích và ngăn chặn thảm kịch xảy ra với sự giúp đỡ của các cộng sự. Thứ 8 là Dư Sinh Xin Chị Giáo Nhiều Hơn do Dương Tử và Tiêu Chiến đóng chính. Dư Sinh Xin Chị Giáo Nhiều Hơn kể về chuyện tình giữa bác sĩ khoa ngoại Cố Nguyệt và cô sinh viên trường nhạc chuyên ngành cello Lâm Chỉ Hiệu. Hai người tình cờ biết nhau khi cha cô ấy bị ung thư phải nhập viện. Từ những hiểu lầm ban đầu, cả hai dần dần thấu hiểu và chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Cư dân mạng cảm thấy hai người rất xứng đôi và một số cư dân mạng còn cho rằng Tiêu Chiến và Dương Tử nên ở bên nhau. Vậy 8 bộ phim truyền hình trên, bạn nghĩ Dương Tử và nam thần nào có cảm giác cấp bộ nhiều hơn? Hãy comment ngay bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như bạn thích video này thì hãy like, subscribe và nhớ bật chuông thông báo để có thể nhận được những video tiếp theo nhé!